Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, thủy khí sung thần ý. Thấu kiều ý thiên, nhan giả chí thành đăng bảo an, nguyện nghỉ cầu đệ tử đắc bình an ni. Nam thủ nền an vương thất, chuyển pháp luân Phật Nhật tăng huy, nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện ý, Phật nhạc dưới trên cửu long ý, phun thủy quỳnh tiên ca ý đàn, đức tòa thị ngai vàng sờ sờ ơi, phóng hào quang rực rỡ vân niên.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng kính dâng lên lòng tin bái thỉnh.
con mở tiệc khúc xuân. Tam bò tiên thái ni hồi đồng mẫu sai đàn dinh. Đệ nhất thiên tiên thịnh mời mẫu đệ nhất thiên tiên thành vân công chúa thượng thị gần ngựa về. Đua chèo bè lái mừng ngày
thank you.
dâng tiền. Rượu ly ly chuốc chén mời đức ông. Chúc đức ông nghe vạn tuế thanh cùng người gia phúc cho muôn dân đều an các khanh đường hoàn thành tố hảo phát hành quan điệp kinh Phật thánh tuyên kinh cung linh đình thần tam thứ phủ linh ứng đô nhang khai quang an vị khất kiểu loan giã tiên công long chu tượng mã thế đại hình nhân cao tình sơn lâm sơn trang thí thực vô hồn cầu lộc đầu tài cầu bản vận bình an tăng viên trường thọ thần thánh đồng trường nguyễn duy hậu bản bản sinh tỷ tịnh viên hành canh tam thập nhị tuế đại bì tâu dẫn đệ từ nguyễn thị giang bản bản sinh đinh mão liên hành canh tam thập tư tuế vụ quân nguyễn thành long sinh ngư quý hợi liên hành canh tam thập vì bát tuế hợp đồng gia rằng tức nhật ngưỡng can cao ngự phù giáng vi thành thiết điện thần đằng hoa sinh trần vì thế nhân thần dụng thánh ngôn sinh vì anh nhi hóa vì linh mặc chắc quyền cơ chi u hiển quốc hữu tử gia hữu tự nguyện nay lễ ý chi chu anh dục cầu phúc thọ sĩ an ni toàn tất địch kỳ tinh thành nhi cẩn đạo kim tắc đi gà truy ân đức bàn dùng nghi tạo phúc cơ kêu đi công nghi nạc nghi gà trước kỳ kinh dinh nghi gà anh ngưỡng mong phù âm tí kinh nghi chúc nghi cát với nhật nghi kiền nghi bị phi nghi cần cụ sơ văn bạo thân thượng tấu cung duy nam mô thờ phương vô lượng thường trụ tam bảo kim liên tòa hạ nam mô đô đàn giáo chủ trình pháp bình vương thiên thủ thiên nhẫn linh cảm quan thế âm bổ tát hồng liên tòa hạ tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thanh đế ngọc bề hà hiệu thiên chí tôn kim quyết ngọc hoàng huyền cung cao thượng đế kim quyết hạ thiên tiên thanh mẫu cửu trùng thiên thanh vân hằng nga công chúa bán thiên mão rộng công chúa nguyệt điện hạ
Chấn Tây Nam Tam Kỳ Đinh ứng tại Vương Ngọc Bệ là Hà Thiên Địa Thủy Tiên Tam Tỏa Chư Tôn Vương Mẫu Tứ Vị Chầu Bà Chư Vị Khâm Sai Công Chúa Nguyệt Điện Hà Trần Triều Hiền Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Ngọc Bệ là Hạ Trần Triều Vương Phụ Vương Mẫu Vương Phi Phù Nhân Ngọc Bệ là Hạ Trần Triều Tứ Vị Vương Tử Nhị Vị Vương Nữ Vương Tế Vương Tôn Điện là Hạ Trần Triều Tà Văn Quang Hữu Bò là Tường Bách Quan Thủy Bộ Thần Liêu Thị Tổng Thanh Chúng Điện Hạ Thượng Thiên Thượng Ngàn Thủy Bù Liệt Vị Vương Quan Liệt Vị Hoàng Quật Thánh Cậu Liệt Vị Liệt Hạ Thượng Thiên Thượng Ngàn Thủy Phú Liệt Vị Chầu Bà Liệt Vị Tiên Cô Thủ Điện Công Chúa Điện Hạ Bàn Mệnh Huyền Cai Lục Thập Hoa Giáp Chư Vị Tân Nàng Điện Hạ Bàn Điện Phúc Vị Hạ Ngàn Thự Bách Quan Ngũ Nôi Thần Tướng Ngũ Hổ Thần Binh Cổ Điện Đại Thần Vị Điện Phục Vị Vọng Kim Dung Động Thủy Trúc Ngưỡng Long Sa Chi Chí Chỉ Thứ Dân Cà Huyền Đi Đào Đi Chi Ca Đi Phan Hoàn Sa Sĩ Này Lâm Kiều Bệ Biểu Vân Hà Chi Sắc Thì Đắc Y Quang Phụ Anh Giang Sơn Định Hữu Hà Chú Trương Hà Đức Thừa Ân Nhân Vật Quân Mong Đợi Đạc Đan Thần Hà Đình Cô Nhâm Kinh Yết Bình Danh Chi Chí Cẩn Dỗ Thiên Vật Canh Tí Niên Nhị Nguyệt Phúc Sinh Nhật Thần Đệ Tử Khấu Đầu Hà Nam Thượng Tấu Phật ngày hôm nay thì ông về ông Chu Vê Văn Sớ cho là cô Vê chồng họ nhận con thì là Phật lời kêu tương tấu nhở ha tháng 8 tiệc trà nhở tháng 3 tiệc mẫu nhở tháng 2 tiệc mẫu đông cuồng nhở tiệc chầu bà đệ nhị nguyệt hồng nhở hôm nay ông về ông dáng đèn dáng phủ dáng đủ thu nhà nhở ông chứng tâm cho họ nguyễn hôm nay nhất tâm nhở chôn cấp lập thờ ăn tại nhập thờ tại gia nhở để cứu dân độ thế cứu người độ mê nhở cứu con nào phải đắc đạo con đó nhở ông khai thông ông khai sáng nhở khai khẩu cho nhở được sáng có mắt chặt đầu gối yên lính thần đồng nhở cho gia đình được 3 tháng hè và 9 tháng đông được ăn uống sung tiêu bách tạng tiêu tan vạn nạn phải tiêu trừ nhở vô lặng vô tài có phúc có lộc có tài nhở có ngân có xuyến sống phải đầu bạc răng long nhở trong ấm ngoài êm chân thuận dưới nhà nhở cửa nhà hạnh phúc yên vui nhở con cháu được thảo hiền công hành doanh tọa nhở ông chứng tâm cho thủ nhang đồng đèn nhở ông chứng tâm cho văn đàn tiếng hát tay quỳnh tây quế nhở ông chứng tâm cho pháp sư nhở ông chứng tâm cho bách gia trăm họ đồng anh lính trị dân thôn bản hạn hôm nay về công trực của bản điện là ninh giang điện nhở nhà là lộc đấy nhở ra thì mạnh khỏe ché thì bình an nhở thiên trường tức mắc
địa linh sơn hà dục tu trung linh kham bờ khi sơn thanh giá hồi kinh tới chân đi mở trình trước công đồng Phật thanh thanh chứng chứng định đệ tử có sớm sớm trình có sớm lên trình về có sớm lên trình trước trình Phật thanh sau trình vua cha trình về thủy quốc Diêm La
thể chứng lên chung lá tích bắn tung sàn kim phục hoàng vân vân phật thánh tiên trung phung tình tình như hai điền hai hai thân nhớ chiếu quang minh hai nhã nhi thân thanh hai cầu cầu thông thuyết hai tâm tâm hoan hỷ hai túc năng bộ hành song nhan thập dự quang minh với chứng
tôi tính. Thank you.
Đà Phật ạ. Con tối ngày để bị thương cô ngày hôm nay nâng lên khánh hội các nhật lương thời. Ngày lành tháng tốt ngày tốt giờ đã an văn tình qua mời đầu nặng mai đôi mai làm kiệu. Ngày hôm nay phu thê họ Nguyễn chúng con chí thiện chí thành. Đầu vu ra giữ để biết đặc biệt đường hoàn thành tố hảo. Ngày hôm nay có tờ ơn kính sớ tờ vàng thẻ nhang. Để khai đàm duyên sinh phát hành quan điệp thỉnh Phật thánh tuyên kinh cung minh đình thần tam tứ khổ. Khai quang an vị tiến cống nông chu vượng mã bát nhã thuyền rồng tiến cống về đình thần tam tứ khổ. Ngày hôm nay thỉnh cô lại vãi cô về cô chứng nhãn chứng sở cô chứng tâm. Do ra chung phu thê thanh đồng đệ tử họ Nguyễn của cô vô độ cho được bản mệnh được bình an thân cung được khang thái. Được thật tâm, thật tính, thật lính, thật đồng, được đồng khôn bóng ngoan, độc sang bóng lịch sự. Để trong gia chung được nước chảy một dòng thuyền trôi một bến già, được sức khỏe trẻ, được bình an, được bản lệ, được sớm đọc nước chiều thay hoa, là đông con nhang sang đệ tử. Xin cô tố tố lễ đỉnh dưới vô đệ trình đỉnh thần tam tứ phủ vô độ cho. Được bốn mùa đắc họ khang ninh để xuân đa các khánh hạ bảo bình an thu tống tam tai để đông minh bích phúc. Ngày hôm nay cô về cô chắc dáng ghế thanh đồng. Trường họ Nguyễn của cô về cô nhã lời vàng cô sang tiếng ngọc gửi trần chúng con được biết có điều chi. Cô nịch kê nắm rửa A Di Đà Phật con sáng mỗi ngày cô ạ. À. Cô đang kèm bàn thưởng cho pháp sư lễ kê tinh tống nhỉ? A Di Đà Phật. Một cô già về sáng đèn sáng phủ sáng đủ công nhà chính tâm cho ghế họ Nguyễn nhỉ? Ghế của cô nhỉ? Và ăn tạ nghiệp thờ tại gia nhỉ? Ăn lọc soi, lọc bói, lọc gọi, lọc mở nhỉ? Để cứu dân độ thế, cứu người độ mê nhỉ? Xem cô sẽ dẫn khách năm hương bốn hướng khách xa tìm về khách gần tìm đến nhỉ? Về đại bản điện linh giang điện nhỉ? Đông cô nhà ngũ ngàn đệ tử nhỉ? Chứng tâm cho thủ nhang đồng đề nhỉ? Chứng tâm cho văn đàn kính hát nhỉ? Dạ, cô chứng tâm cho Tây Quỳnh, Tây Quế, cô chứng tâm cho pháp sư, cô chứng tâm cho nhỉ? Bách gia trăm họ đồng anh lính trị dân thôn bản hạ nhỉ? Hôm nay về tâm trực của cô nhỉ? Về bản điện linh giang điện nhỉ? Nhà nào lộc đấy nhỉ? Già thì mạnh khỏe, trẻ thì bình an nhỉ? Ha! Chấp chính trong cửa đông
sắc phong thương đằng biên để tôi linh tây thiên tam đạo địa linh ý
xưa sang nghi hương nước châu cô chúa ngự đồng nghe giáng thế mai lâm từ lòng chật thế chữ tâm
lúc lúc rộn ràng xa xa lên đền Thiên Chúa. Đây mới thật là đẹp, nhìn xem Chúa xinh đẹp tươi, đi lòng người sao nồng nàn. Có dàn hoa thắm tươi, dàn hoa thắm tươi. Chỉ mong anh hô chào mừng tất tiếng. Thank you.
sinh nguyện phép mơ đặt tên chú Nguyệt mơ tin đưa về tới thành đô.
vâng lệnh xa thiên đình sắc chỉ chúa xa chân diệt mà lũ ta tinh tinh chúa sai vạt vạt binh binh hùng ý về Chúa lại mở phong
cho gái trai đẹp lòng, cho ra chung nước thật một dòng. Thank you.
mình thì giao quá. Đôi mắt phượng nhìn hoa cài châm dắt vầng trán xinh vẻ ngọc thêm tươi môi son nở đóa hoa người ý. Chết hàng nghiêng xưa duyên trâu về, phát bỏ hoàn nơi
trắng lại tròn, vui bước sung với nước non buồn đời. Sông cho hồ nước đầy thuyền rồng nghi chúa hát nghi đôi vai khoan gật gật lá mai nhớ treo ôi nhà khoan gật gật lá mai nhớ treo ôi nhà mình mơ dòng chúa thác sớm chiều vào ra đêm canh khuya chắc ta sẽ bóng mưa tiếng gà rừng biên mõ cùng tình y nghĩ a à. Thank you.
Thiên Chúa. Hái hoa, hái hoa về đây. Thánh nhan địa giác thiên na. Bôi trốn hồ dưới ngôn nhạc rừng xanh ngát mọt núi hoa đức sơn phẳng tới dốc thôn trên non nào cuốn không nghi dập mơ trường y. Thank you.
khi cổ thụ xanh sao bốn mùa, mùa đêm mi giờ tía cánh ba
hai hoa đôi tay tiên chú hai hoa phù dung tiên là hoa cúc hoa lan hoa sói hoa lại bông hoa nào cũng tương cây dưới ngã cây tre lắng gió gieo tình thang chợt chợt mưa nước khoác vai nhịp hai khẩu hờ thật tuyên hai tốc 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 bệnh dòng
tiếng thét bài say lôi giang a y vạn quỷ tà phách tan hồn bay. Tốt nghi quan nghi vạn phép nghi ai tây sông ngân nghi cũng vượt nghi a bể dày cũng qua để cứu dân độ thế, cứu người độ thế, cứu cho nào đã nạn con đó nhờ. Chứng tâm cho phủ nhang đồng đèn nhờ. Chứng tâm cho văn đản tiếng hát tay quỳnh tay quế nhờ. Chứng tâm cho họ Nguyễn Long Manh nhất tâm nhờ. Chất lập lô nhang nhờ. Chôn cấp tập thờ nhờ. Anh tặng nhập thờ đại gia nhờ. Nếu anh tặng nhập thờ đại gia, anh lọc soi, lọc khói, lọc khói, lọc mở nhờ. Có đồng ngân đồng xuyến nhờ. Cơ máu phạo tiền nhờ. Để trên no việc thánh dưới gánh việc trần nhờ. Cho ta chúc mời được ba tháng nghèo. Chính lương đông nhờ. Ăn uống sung tiêu bách nạn tiêu tan. Bạn nạn bệnh tiêu trừ vô lợi vô tai nhờ. Có phúc có lộc có tài có ngân có xuyến sống phải đầu bạc răng long châm ấm ngoài êm dân thuận giữ nhà cửa nhà hạnh phúc liên hương nhờ. Ông về ông sang tai lai là đánh đứng cho họ Nguyễn nhờ. Phải tu nhân tích đức nhờ thì ông sẽ cho của nhờ, không thì ông sẽ cho mỗi người một nơi nhờ. Chúng ta chung về ốm đau bệnh tật nhờ. Phải nhất tâm trên theo Phật thánh dưới theo nhờ, một đền một phủ nhờ. Để cứu dân độ thế, cứu người độ mê, cứu con nào phải đắc đạo con nói nhở. Tôi chứng tâm cho bách gia trong họ đồng anh những thị dân tôn bản hạ hôm nay về công trực của bản điện linh đăng điện nhà nhà là lập đấy là mạnh khỏe trẻ thì mình nghe nhở. Thank you.
về truyền văn các quan tả văn hiu con ương ba tam đạo đàn lên trên quân bộ đôi hàng. Thank you.
nghi thái hậu hòa sinh đấng tôn quan nghi các bách quan vọng đấu cửu trùng chu về long bút sắc phong thể sơn thanh xa hồi thoại quốc đồng đình người con vua thoại quốc đồng đình để tam thái tử giáng sinh để rồng
một chi ạ. Tấu thành nghi vương qua tấu thành nghi phương quan đệ tử con dân tiền nghi văn đạt nghi dân sự tích để ta mơ hoàng thái tử ý sắp bạc bao phen quan tam phủ nhuộn đỏ ngày sông pha trăm trần giá như không giá tay trường nguy biên tiếng đền ngàn thu với núi sông thần ba tấc tay ngang sông chí rộng trời tây quan tam phủ lấp biển đông cơn đùng đùng nổi dậy sóng tuôn trào cuộn cuộn mênh mang rước quan lớn đệ tam về cho tới lạnh xa được rẽ đuôi dòng cuộn cuộn mênh mang lịch 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 con ghi đèn lành xa thạch tích quan đệ tam nghi quan đệ tam thực đích trung trung quân tiệc hai tư tháng sáu hạ tuần hòa trung trung nam bắc muôn dân về đào công sông sâu sông hát đi lên gành xuống thác
vui chơi. Thuyền rồng chắp mái chèo bơi, xích xích đánh tuần lạnh là nơi quan đi về.
kim ngân dâng lên quan về đầu đôi chép chép gió sàn thời cho đôi chữ bình an. Khai quang dòng nhan thấp cờ diệu quang binh chiếu từ trung nhã tích tăng cúng già kim phục hoàng thân lập thánh chú tiên trung hương phục hình thể như lai điểm khai khai thật nhớ thật nhớ chiếu mong minh hai nhi nhi thông thanh khai khẩu khổ thông tuyên hai tông tông tổ thành dòng nhan thấp cờ diệu quang đặc trưng trung thank you.
ban cơ lệnh truyền thiên độ ban cơ quan tuấn bây giờ chắc sang anh ninh trước cả bảo hộ gia đình sau ra thu trong cả tình phép này giao uy thần thế biết có họ có tên sự không có họ có tên có thôn có xóm quan tuấn trực cho gia chủ bình an tôi chữ bình an quan tuấn thế tôi chữ bình an chữ phù chữ quý phang ninh thọ trường thế to sức mạnh đôi đường cơ diệu quang minh chiếu từ trung nhã tích tăng cúng giang kim phục hoàng thân thần thánh chú tiên trung vương phục thịnh thể như lai điểm khai khai thần nhớ thần nhớ chiếu quang minh thái nhi nhĩ thông thanh thái khẩu khẩu thuận nguyên thái tông tông bộ bảy bảy dòng nhãn thân cơ diệu quang minh chứng chứng ma chứng dân
dân an nhì quốc thái an à, dân cơ đồ vạn đại cao sâu. Nhớ xưa tích cũ nhiệm màu Ninh Giang lại nổi ngựa bầu vì kịp tình. Sắp đặt chuyện đau đớn
sông kỳ cùng tổn phong đôi lên đón người trang sinh tình tình xưa yêu truyền ghi nhớ để ngàn xưa có ngờ đâu dây oan buộc chó bắt nợ đời quan mắc nợ đời phai tội gió trắng thương thường ghi nhớ long anh cương trong mà phải bị lạnh 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 lạ
phương lòng lanh mặt tươi tốt chít khăn giường xa phấn nghị hồng tuyết tuyết điểm bầu ra lượng rất trông ba tài ý thank you.
chúc Chúa chúc mười hai tiên hạ nhì châu bà về chúc lễ sơn trà. Cảnh đẹp tự nhiên một bầu gió mát trăng.